Làm sao để trở thành những người giàu có? Mình là Daniel, tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ cho bạn 4 bước để làm sao để trở thành những người giàu có trên thế giới này. Cái kênh này tạo ra để chủ yếu để giúp bạn trở thành 1% của thế giới, chứ không phải trở thành những cái người nô lệ cho đồng tiền, những cái con kiến long tâm trong một cái hang kiến. Cái mục tiêu nó là vậy. Ok, bạn nên ngừng cái video này, lấy một cái viết và một tờ giấy và ghi nó xuống và thực hành 4 bước này nghe. Để nhờ chắc chắn 100% bạn sẽ thành công. Ok, cái kênh này chủ yếu là giúp bạn, đơn giản là vậy thôi nghe. Ngừng nó và đi lại với một cái viết và một tờ giấy và ghi nó xuống. Ok, bước đầu tiên là bạn phải trả cho bạn trước. Có nghĩa là sao? Lúc bạn lấy cái đồng lương, lúc bạn lấy cái 10 triệu đó, thì số đông là bạn lấy 10 cái triệu đó, bạn trả cho tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền học cho con và tất cả những cái chi phí khác. Rồi sau đó cái phần còn lại thì bạn mới đem đi đầu tư, hay là sau đó, hay là bạn đi nhậu rồi nó hết, đúng không? Thường thường là vậy. Và số cái con người 99% cái con người làm nô lệ cho đồng tiền thì nó làm cái trường hợp như vậy. Nhưng Daniel muốn bạn là trả cho mình trước, tính toán chi phí một tháng mình có thể trả làm sao mà chi phí có 9 triệu thôi và 1 triệu là dư, bởi vì lương của bạn là 10 triệu, thì Daniel muốn bạn trả cho bạn trước nghe, trả cho bạn trước rồi chưa, rồi sau đó rồi mới chi cho tất cả mọi thứ khác. Cứ tiền nó vô tài khoản bạn, bạn lấy 1 triệu bạn chuyển nó qua một cái tài khoản khác, một nhà băng khác mà bạn không đụng tới, hay là bạn chuyển nó vô một cái nhà băng á, gọi là nhà băng tiết kiệm, có nghĩa bạn không có xài được. Cái đó là cái bước đầu tiên bạn phải làm để trở thành những người giàu có 1% trên thế giới này. Ok, cái bước thứ hai là bạn phải xài ít hơn số tiền bạn làm ra, đơn giản là vậy. Bạn phải xài ít hơn. Cái mình đừng có làm theo cái thói quen mà mình làm 10 triệu mình xài 15 triệu mình đi mượn những người khác để bạn xài. Ok, cái đó là cái bước thứ hai rất là quan trọng. Bạn phải xài ít hơn nghe, xài ít hơn cái đồng tiền bạn làm ra. Cái đó là cái bước thứ hai. Ok, cái bước thứ ba, coi cái video kế tiếp. Xin chào.